dấu ngon gì vậy hả? Tao mướn mày về đây làm là để thu hút khách hay là để đuổi khách? Ai xuống hai bài làm cái mặt, Hả? ai xuống hai bài làm mặt vậy? Thì chị nói em là nhân viên là bộ mặt của quán, tôi ra phải trang điểm đậm lên, lịch sự lên. Nhân viên là bộ mặt của cái quán, là bộ mặt xinh đẹp chứ không phải là cái mặt nạ của quán. Ờ, mày coi kìa, có người mày viết cái mặt này kìa, giống như cái đầu với là cái mình nó có liên quan với nhau vậy đó. Coi coi, có cái kiến kìa, dễ ra coi. Tôi coi là thấy cũng xương xương mà nó có về đâu. Ừ, cái này đuổi khách ta cưng. Rồi bây giờ khách ngồi ngoài người ta uống nước, nãy giờ cũng không có biết cái chấm nước cho người ta luôn. Ta biết đâu làm gì đâu, biết đâu. Nước uống bây giờ vừa hết, cái là phải chăm vô, vừa hết sẽ là phải chăm vô. Mọi người ngồi đâu? Người ta biết kêu ai? Có nhà biết chuyên diện cho mình không á? Chị tốn tiền. Mày em làm cái gì vậy? Hả? Anh định lừa dối tôi tới khi nào nữa hả? Anh lừa dối em cái gì? Lừa dối cái gì, lúc nào anh cũng gì hết trơn á. Lừa dối cái gì, anh giả nai với tôi không à? Anh không bao giờ mà anh nói thiệt tình với tôi. Cái chuyện nó rất là bình thường luôn á, chứ là bình thường là bình thường sao? Bình thường là bình thường sao? Anh nói là bạn anh nha, anh không hề có tình ý gì người ta hết trơn nha. Bạn anh hả? Bạn anh? Bao nhiêu lần rồi, anh giải thích với tôi bao nhiêu lần rồi? Đó là bạn thân của anh mà. Tỉnh ra chưa Thắm, tỉnh ra chưa? Không có ai mà bạn không thắng mà chở đi vô tới khách sạn chứ. Anh tưởng tôi là khùng hả? Anh tưởng tôi con nít hay gì? Anh chỉ chở giùm nó lại đó thôi, còn đi về nhà. Lúc đó em vừa điện anh xong đó. Vừa điện tới tới mà. Anh bây giờ thà là anh nói với tôi rõ ràng, anh hiểu không? Coi như là có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận tha thứ cho ông anh hay không á. Anh hiểu không? Chứ anh đừng có lừa dối tôi mà anh nói rồi cái chuyện mình bà nó đi vô tới chổng được thì nó bắt xe được. Nó không cần anh lo, anh hiểu không? Nhưng ai là bạn nó thì nó nhờ anh chở thôi. Ừ. Em làm gì hoài vậy? Tôi làm gì luôn á? Rồi sao? Ủa con mẹ kia làm gì hoài vậy? Hả? Bộ chú đó hả? Làm gì đó? Gì? Bình thiệt chứ? Đi cho nó đi! Anh nói là cuối cùng rồi, bạn anh không hề làm lỗi với em. Bạn hả? Bạn hả? Không làm lỗi hả? Không làm lỗi làm sao hả? Thế anh với người ta không có gì cho em nữa, có hoài em biết hết. Em nói anh nghe nè, em nói anh nghe nè, trừ khi mà nó bệnh nó nằm tại chỗ thôi ha, là nó kêu thằng ghế nó qua thôi, còn nếu mà nó còn đi được là nó còn kêu anh ha. Không có cái gì mà chấp nhận được vậy chứ. Quá mệt với em rồi đó. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Bọn muốn bỏ tôi là được hả? Trừ khi nào là con này bỏ anh thôi, nghe chưa? Còn có con mẹ kia làm gì hoài vậy hả? Quay tao cái bằng cái đầu không? Người làm gì vậy? Người ta là phục vụ thì ta gót thôi. Gót hả? Gót bao nhiêu ly vậy? Bao nhiêu ly rồi? Hả? Chị mở găng tay chị. Tôi muốn cái. Hả? Tôi vui lắm không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đi bóng sao kẹt vậy? Có bộ lộn tôi nè, có cái gì mà có bộ lộn tôi nè. Người ta làm gì, tôi làm chứ đâu phải ai làm đâu mà trách người ta. Không có người tiếp tay làm sao mà nước nữa. Chị bỏ nước em đây đi, rồi chị đưa đi cũng được đó. Tôi tự lấy cũng được vậy. Không ai muốn chị làm ăn vậy hả? Tôi là khách hàng đi uống nước cho bạn gái tôi. Bạn gái tôi tức tôi, dặn tôi tạt nước tôi thôi, có một ly thôi. Cái tôi này gốc hoài à, gốc tôi tức tôi rồi nè, còn gì nữa. Nó làm nước gì vậy? Chị dặn em là khách, mỗi lần khách hàng là hết nước là phải gót vô, hết nước là phải gót vô, hết nước là phải gót. Chị coi là phục vụ của chị đi. Nãy giờ cũng lấy 20 ly á. Tao biết gì đủ nước để cho mình bệnh tình mình gót. Chị dặn em là hết nước gót vô, hết nước là người ta uống. Cái này người ta làm sao được. Tụi mình làm cái gì gặp phục vụ, mấy thằng mình làm gì vậy? Hả? Đưa đám gì? Làm ơn vui vẻ những cái được không? Nó chỗ vậy, mặt em nó nghĩ hết chứ mà. Tôi không biết sao, chị coi lại nhân viên của mình chị đi. Tôi nói chuyện là trả lời tôi không sẵn luôn đó. Tại vì làm đúng cái vụ nó đã thấy được nước hết thì nó gót thôi. Nhưng vụ cái gì? Những cái mặt không mua nữa luôn á. Bây giờ anh sao? Sao chăng gì? Nói chuyện đây nè, đừng có đổ lỗi người ta làm cái gì. Không quen nữa thì nghỉ. Ok, chuyển tay. Tôi chuyển tay. Từ đây sao không được quay được nữa. Nhưng mà đừng có sau lưng tôi đi làm chuyện khác nha. Tôi thấy nó không yên tôi đâu đó. Chị tay rồi kết thúc đi, đừng có nhiều. Anh thử làm đi.
Đi ra đây đưa cho. Đưa ba tính tiền nữa ơi. Còn sao? Cái gì vậy? Mà làm ăn cái kiểu gì mà ngày nào cũng lỗ hết chứ vậy? Làm ăn cái kiểu mày thấy mẹ rồi. Trời ơi là trời, sao mày không biết sắp xếp lại? Mày coi hàng quá như thế nào? Mày ăn mà lỗ này rồi sao làm ăn được? Tao cho mày thời gian làm lợi cho tao. Mẹ thì làm ăn cái kiểu gì? Tức người ngày nào cũng lỗ. Bực cả người thì. Ôi là trời, đã bực mình rồi tôi gặp mày. Vui lắm hay gì? Hả? À, vui lắm mày cười hoài vậy? Là trời, gặp cái thứ gì nữa vậy trời? Có cười hả? Rồi mày vui lắm hay gì? Mày là bực không mà mày ngồi mày cười? Có cười đâu. Trời ơi. Cơ mặt em nó gì chứ đâu có cười đâu. Mày không ưa nổi luôn á. Mày còn cười nữa. Mày say chỗ khác được không? Trời thiệt, đã bực mình rồi. Tôi cũng ngồi cười. Mày chú ý rồi. Trời ơi. Dạ. Đang bực mình, tôi làm ăn thô lỗ bực mình. Nó ngồi nó cười hoài luôn, nó ngồi cho nó cười hoài luôn à. Nhỏ này à. Bây giờ nó phải niềm nở với khách hàng. Anh thằng Hương, trời, niềm nở gì nở, nhưng mà mình phải nhìn mặt cảm xúc của khách hàng chứ. Ví dụ như chúng ta cảm xúc khách hàng đang vui, mình cười. Còn bây giờ, nó cười không? Mình ngồi mình nghe gan gá. Hả? Mình nghe gan gá, nhìn miếng nó mà cười thấy tội. Mày bực mình mà nó ngồi nó cười hoài luôn. Chỗ này bực mình mà dòm dòm cái đó là tôi bực mình. Bực mình bực mỏi. Mỏi giảm cười nữa, nó cười nữa kìa. Ướt ăn chưa? Thì kia mình có nghe răng thì em ngậm miệng lại, có cười nghe răng đâu. Bước ra để cái đó nó nha. Nó nước đi. Cái gì vậy? Biết coi cái cáp gì không? Chết, uống gì kìa. Hỏi. Trời. Đang buồn rồi còn gặp cái nhỏ này nữa trời, giống như trời. Cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Cái gì vậy? À, biết cái gì đâu. Bây giờ tính sao đây, không biết nữa. Giờ tao tính tới đó giờ cũng vô cái thói kẹt rồi, giờ khó khăn nữa, không biết giờ sao đây. Không nói rồi. Thôi đừng có đi khám bệnh, khám chi biết giờ ra đủ hết. Không biết chuyện quý sao nữa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao không ngoài trước đưa vô mà kẹp kẹp cái gì vậy? Tao làm cái gì vậy? Tao làm cái mặt cái gì? Tao bệnh cái này bệnh làm cái gì vậy? Mày chùi ta hả? Chị, nó muốn kêu vẻ, nó muốn kêu gì vậy? Có bình thường mà. Bình thường mà. Mặt mà bình thường vậy hả? Tại sao nó quán? Tao chỉ một người như vậy bán với trời. Thôi giờ em ngồi đây gì nữa, chị cần gì kêu em. Ở đây em thấy bị áp lực rồi mà quay qua thì dòm nó thêm, rồi tức thêm. Rồi giờ có cái chữ chưa? Để biết gì?
tới đâu hay tới đó chứ sao giờ. Nhưng mà bây giờ em muốn tặng gốc mới được chứ không có được đâu. Quay mặt chỗ khác đi, quay mặt chỗ khác đi. Quá chị bực bội rồi. Đã đang mặt trong người đã có chịu bực bội trong người rồi. Thế quay qua thấy cái mặt mày trụ là sao vậy? Hả? Ủa mày trụ có chị đi gặp ông bà sớm hay sao vậy? Hả? Đã đang gầu rồi chưa đủ nữa, đúng cái mặt như hoài. Đã đang gầu rồi. Không biết về bà ấy mới dám nói cho ông bà nghe. Cũng phải nói với vậy, không nói cũng không được. Người ta lớn thì biết cách để xử lý cho mình nhỏ không? Biết cách. Đối với hoài vậy? Hả? Mày làm gì quay qua đây hoài vậy? Hả? Mày ngó qua đây hoài vậy? Em ngó thử hết nước kia. Chưa uống luôn, hồi nãy giờ tao chưa uống luôn. Tao đang bị khó chịu trong người, tao bực bội, tao bệnh trong người rồi á. Mà tao dòm cái bản mặt mày, tao kìa trời. Chủ quán rồi. Mày kêu chủ quán rồi. Chủ quán ơi! Ơi cái bộ mặt của quán gì mà đánh mặt trắng tươi cái cổ đen rùi rùi mà chỉ có cái mặt đó kìa. Chị thông cảm nha. Thâm tức á. Rồi để em dạy bé lại như có kinh nghiệm. Rồi nó cứ biết người ta bệnh mà không đồng cảm được, như người ta còn sâu cái bộ mặt này ra mà. Ai chỉ cái mặt nó vui lên em cũng nói gì. Đúng rồi. Mặt cái chuột thôi chứ em cố gắng em cười. Ừ vậy đi. Dạ dạ. Cái gì vậy? Trời. Mày làm gì vậy? Mày giữ hồi nãy nữa trời. Ủa bộ tao bị bệnh mày vui lắm hả? Tự nhiên người ta đang bệnh ở đây, người ta gọng chết rồi kêu cười mà cười như thái độ kìa. Chị coi, chị coi nhân viên chị kìa. Muốn làm sao? Mình thả lỏng cơ mặt bình thường được không? Mình không buồn thì cũng vui được đúng không? Rồi. Bình thường về thôi. Đi về đi. Chị. Uống chị nhân hết đi về đi. Từ sao không nghe quá này hả? Anh chị ơi. Xong cái chuyến này về bây giờ con nhỏ này tôi uống gan quá trời luôn. Tôi cảm thấy trong người tôi thấy là đầy năng lượng. Có bệnh hoạn gì nữa chứ. À, quá rồi, cho mình khỏi rồi. Đừng có nóng về đi. Có cái mặt nữa kìa. Chỗ này không ở được đâu. Đi vô đây. Vô đây. Rồi buồn hả? Có một khuôn mọt mà rồi vậy. Hả? Nhưng mà biết đâu. Chị coi đi. Em nói thiệt cho chị nghe. Chị muốn cái quán của chị mà càng đông khách á. Chị đuổi nhỏ này. Còn không nữa chị dẹp quán đi. Cái này tam tay của tao gõ ngàn. Ủa gì thì kêu khốn nạn, không biết nó đi đâu nữa, không hỏi mình tí nào hết trơn. Là khốn nạn là nghỉ luôn đó nha. Đủ cho mặt. Trước kia đây là em đã lường trước điều này rồi. Quán này là quán thứ 22, 21 gì đó em làm nữa. Rồi kêu con Trúc nó tính lương nha. Là mới có ngày gửi.